Plc Fx1N-40MR-ES trên UL. Số gõ vào là 24. Điện áp vuông 1 chiều. Số gõ ra là 16. Dơ le. Nguồn cung cấp là 110-240V 1V xoay chiều. Đồng hồ thời gian thực. Bộ đếm tốc độ cao đến 60 kHz. Gõ ra xung đến 100 kHz. Có thể mở rộng 14-128. Gõ vào ra. Sử dụng cổng truyền thông RS232C RS485. Kích cỡ của nó là 130, 90, 75.